Lụm nhiên liệu chui đâu vậy? Đây chui xuống cái bờ mà cái gần lụm liệu chui đây hả? Cái mạng cũng ra này. Cái này chơi cái chỗ này đấy con, tôi muốn chơi tôi cho mấy nhà luôn nè, chơi cho con khác chơi vậy. Ừ, thấy con khỉ sợ hả? Má chưa thấy cảnh này luôn. Để mất dép rồi anh em ơi. Thiệt luôn thiệt chứ. Rồi bỏ rớt luôn rồi kìa. Vậy. Bỏ rớt luôn rồi. Ngồi chỗ vô làm dữ quá mà. Chưa chân giật rồi. Ngồi chỗ vô chưa. Chứ chẳng thấy mỗi đầu nó giật quá trời rồi. Mày mà hấm thì bị cây đập. Mất chưa thấy dép luôn hả? Trời ơi trời. Đúng luôn rồi. Em thấy cậu đó nghi nghi rồi. Nó rớt rồi kìa, nó rớt rồi. Trời 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 trời, nó rớt rồi bên kia kìa. Rớt cái đâu? Rồi rồi, hèn gì. Hèn gì nó giật, quá giật. Ừ nó thấy thấy mình đâu dám lại đâu. Đâu rồi ta? Trời nó rớt nào hay đọc trời. Rớt luôn hả? Không hay nữa trời. Kìa 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 kìa. Đi tới chưa? Nó còn ở clip bên kia. Dạ. Phải đó mày. Đó kìa, nó rớt kìa. Mày đang khai gác. Hèn gì tự nhiên con mồi nó giật quá trời giật. Mồi này nó đứng như trời trồng luôn nhìn vô coi.
Con tao hả? À? Ừ. Rồi anh lâu lâu đưa nó ra nó teo héo. Nó nói ủa chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra với chủ của tôi vậy? Chủ tôi té cầu rồi. Lên nữa hả? Lên này, bay lên này. Bay lên này. Ừ, bay lên này. Một cặp luôn. Ừ, một cặp luôn. Ê, ba con gì nữa? Ê, con đằng này mới chơi nè. Con đằng này mới chơi nè, mới về nè. Không mới bay đó hả? Không có con khác nữa. Rồi xuống luôn rồi. Thôi vô liều thôi anh em ơi. Trời ơi mẹ ơi, mới cá hột dính này. À, dính vào con bo nữa kìa. Sung dữ trời. Chơi luôn, trời chơi đã luôn. Trời đất ơi. Vẫn bỏ mất tiêu luôn hả? Kì vậy? Dì vô thiệt hả trời? Mẹ trời là trời. Ủa gì dính móng hả trời? Dính mẹ. Phải ra liền được, đi cầu mới đi qua khó khăn. Qua liền thì nó còn rút vô được. Mà qua liều thì dính này. Chắc nó dãy lúc mà dùng dây nè. Ừ. Trời ơi trời, nó chừa lên cục chì là may mắn lắm rồi đó. Nè, một đống luôn nè. Buồn thiệt chứ. Đáp xuống cái ngay răng bẫy trời. Ừ. Chưa, gì mà chơi với ngay răng bẫy gì bò thôi. Có cái con đó mà dính chậm chậm chơi dữ nha. Ừ. Xuống nó bò trước không à. Hết có biết gì chứ. Con mừng đang bỡ ngỡ. Ôi phải rồi. Kìa, tàu trên tàu đó nó thấy con anh lồ lộ luôn. Dạ. Nè, tàu trên tàu này nè, thấy con anh lồ lộ luôn, hèn gì nó cắm đầu sao nó đâm thẳng xuống luôn. Con bên anh ơi, con bên em bị phứt cái cây dừa đó rồi. Ừ. Ê, diễm lẽ nó bay đẳng nó gù hả? Không, con khác. Con nãy con phải không? Con nãy con tiểu mà. Còn con gù con khác. Con gù lớn không? Lớn. Con gù giống khền khền.
đưa anh đó thử coi. Trời 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 trời. Đi qua nhìn thấy im gu rồi, thấy rồi. Không nghe tè tè chứ chứ. Vậy đặt ở đây nữa hả? Đâu có đâu, đặt đâu, đi giờ đi, giờ đi đặt. Giờ đi dưới đây hết rồi. Ôi. Sợ thấy bà nó luôn rồi, trời trời trời. Lẻ ghê luôn, trời nó dễ cây đất. Ừ, phải mình đi bọc cái đường vòng đó, đừng đi bọc vòng bay ra là dính nó khiếp chưa không à. Còn nó dùng cái này nó bu ấy ra là cái này chắc dính móng quá. Cũng ý vậy nè. Ừ. Da nó bay tè tè. Bắt lên cũng coi nó làm sao thôi chứ còn cặp đó rồi bắt cũng thả. Ừ. Nhỏ. Ê kìa kìa một cục đắng vậy. Không lẽ nó lên đắng nó thở hết đắng cái gì rồi. Đó thấy không? Nhưng mà con đó nếu mà con gáy là con khác nha, rồi đắng đặt được rồi. Nó lỗi thiệt. Con này chắc con khác anh Vũ coi. Thấy một cục không? Thấy bự quá, bự hơn con nãy. Ừ. Hai con nãy chắc một cặp nó vui vui. Cái này rồi. Kìa kìa con bên kia sẹt sẹt nữa kìa. Cái này đi. Trời ơi. Cái gì vậy? Đứt mày ơi. Đứt đâu? Hả? Ừ. Trời ơi trời. Đứt dây bởi vì em nó dính được cái cùm không mà. Rồi rồi đứt con cáp mẹ rồi. Nó dở ta. Chết cha rồi, dở quá rồi. Anh nó kiểm tra anh vuốt rồi mà cái nó dở rồi, nó dở rồi. Trời trời. Ờ chứ đâu phải tao nói gì là dính tới cụm luôn. Cụm hồi nãy nó dính biết đâu, nó vuột rồi, nó dính biết bao lâu luôn. Đứt con cáp đó mẹ ơi. Ồ ngựa. Trời ơi, công chuyện thiệt chứ. Em lụa chắc cũng bỏ cái bẫy này luôn á. Bẫy này xài ngon nhưng mà xài không được bền. Nó không lại bẫy diệt rồi. Mình mua loại mắc mới được. Bẫy diệt của mình. Bây giờ của mình xài đồ dữ dằn luôn á ngồi. Tao xài. Trời ơi, đứt cáp ba ơi. Đứt con cáp. Gì vậy gì nữa nó mổ cũng ra phải không ta? Dạ. Chứ anh em nó dính gì đi, nó giật biết đâu dính tới cùm sao mà vuột. Vuột gì nổi, vuột. Trời ơi trời. Giờ quay qua lại bắt đi. Thôi thôi. Cái bộ này với tao nghe không, nghe không? Hả? Hả? Ừ. Gù lắm. Cái bộ nãy dinh tao dính mới có 5 con à. Ôi trời trời. Có 5 con hay 6 con gì ta? Hôm bữa em cũng bị đứt lần cũng mệt vậy. 6 con hả? Em gầy đâu bắt được 7 con à. 7 con à, hư bộ rồi. Trời ơi má ơi, dở dữ vậy má. 7 con hư bộ thì còn lời được 6 con thôi. Ừ. Vậy bắn mở con đẳng nó bắn gì đẳng này kìa. Đi qua bên cánh mình nó đặt ngon ha. Ừ. Trời là trời. Trời trời hết ham, tao tưởng tao bị cái gì đó. Chứ xuống lẻ ghê luôn á. Nội đi được một vòng qua cái. Ôi mà nó đứt mà. Cũng vậy à. Đi qua ví dụ đi qua nó phóng lên cũng bị đứt. Chứ mình tưởng là nó dính móng thì nó ấy. Con đẳng thúc quá trời nhũ cai. Đi đi. Rồi. Mình kết thúc một cái clip ở đây nha anh em ơi. Kết thúc coi như kết thúc một kèo. Anh Vũ ca hạ được một con bổi. Nhưng không có bỏ vô túi bổi được. Sáng sớm té cầu thấy xui rồi ba ơi. Chị phải chơi chị hồi lô nó mới chịu. Đi chơi là chủ yếu là đẹp. Nghệ thuật vui. Trời con nó hay quá vậy nơi. Đi 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 đặng quá con kia mới được. Con nó đặng rồi. À, nếu dính con kia thì anh em xem ở clip tiếp theo nha. Ủa con này kết thúc rồi. Ê! Nó về tới đây luôn rồi. Ờ em nói bởi vì em nói cái cội thôi là của nó mà. Kìa. Nó lụm nữa không nổi luôn ơi. Vô luôn. Đặt đây luôn hả? Vậy chứ, nó về tới đây rồi còn cái gì nữa. Cậu cho nó gu kìa. Hay là con vuột hồi nãy? Ờ có con vuột hồi nãy con nhộm tiểu. Nói nè con khền khền nè. Vô luôn hả? Vô luôn. Rồi vô luôn anh em ơi.